củ chuối chấm muối ớt siêu cay đi anh. Làm sao mà ăn được củ chuối như thế này hả? Ok bạn. Củ chuối của bạn đây. Muối ớt đây. Mở tất cả các bạn nha. Ngon quá. Tốt rồi. Đùa các bạn thôi. Ngon lắm. Hết sạch không mà bảy.